Hiện tại thì mình đang ở sân bay Vinh Nghệ An để chuẩn bị bay về Sài Gòn gặp thằng LMC với lại thằng Joy các bạn ạ. Lúc này thì mình đang xếp hàng để chờ check in, mong sớm gặp hàng cửa đó để thông đích đó các bạn ạ. Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Thì mình là Waito Sit đây các bạn ạ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn sau 2 tiếng nữa nhá. Chứ bây giờ mình muốn ngủ vãi chưởng đó các bạn ạ. Và các bạn cũng đừng quên là shop của mình thì đang sale ẹt và sale KC cực kỳ là rẻ luôn các bạn ạ. Nó nằm ở ngay bên dưới phần ghim của bình luận luôn đấy các bạn ạ. Thì sau gần 2 tiếng bay, cuối cùng mình cũng đã đặt chân tới mảnh đất Sài Gòn yêu dấu rồi các bạn ạ. À mà nếu như các bạn cảm thấy yêu thích những đoạn video vlog như thế này á, thì đừng quên để lại cho mình xin một like, để giúp cho cái video này có thể đạt được 10.000 like. Nó giúp cho mình biết được là những đoạn video vlog như thế này có được nhiều bạn yêu thích hay không, để mình còn biết mà quay nhiều hơn nữa chứ. Bây giờ mình đang ngồi đây để đợi thằng Joy mới LMC các bạn ạ, với cả anh Quỳnh Tạ và anh Hiếu đó các bạn ơi. Xin tố mang cầu các bạn ơi. Ngon vãi chưởng các bạn ơi. Trời trời, sáng giờ mình chưa ăn gì hết các bạn ạ. Mình nhịn từ lúc 7 giờ sáng đến bây giờ là 11 giờ trưa rồi các bạn ơi. Để các bạn luôn đói buồn chủng tay chân luôn các bạn ạ. Mấy mảnh bạn mình. Mình đứng bên này, đứng bên đó anh em ạ. Ôi! Đi nè! Bả là cao không tao hả? Ai cao hơn? Trong ăn nhau quá trời. LMC em em. Bằng da bằng thịt nhá các bạn. Còn đây là Joy em các bạn ạ. Mày cỡ khẩu trang làm thế nào? Nhìn Joy nó hài vãi. Cỡ rồi Joy. Đây nha các bạn ơi, bò bít tết. Ê, của mình các bạn đi xe. Cái này cũng là đầu tiên mình ăn luôn các bạn ơi. Cái này thì nó chín 70% các bạn ạ. Mình không ăn đồ sống ngoài đâu nên là cứ ăn thử thôi. Uầy, giúp bé, cho bé miếng đi. Ok bé. Bé ăn dòng quá vậy. Ngon không bé? Mình xem thử con tôm nha các bạn. À lộn, đúng rồi con tôm. Uầy, hình như là nó còn sống hay sao á. Đúng rồi, nhậm nhậm chưa chín hẳn, nhậm nhậm ngon. Ủa, lễ hội cosplay mà mình chưa thấy có nhiều nhân vật các bạn ạ. Ở đây 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 có một cô bé đang lắc không các bạn ơi, thật là vãi chưởng luôn các bạn ạ. Đâu nhở thằng Joy, thằng LMC nó bên nào ấy nhở? Từ từ các bạn ơi, để mình kiếm thằng Joy LMC các bạn ơi. Đây ơi. Rồi đâu rồi? Rồi, lại mày ơi. Đứng lại. Mày tao cho tao. Đêm nay mày cái sạc tao giết mày. Gì mày? Nè Anna nè, Tiến Su à, mèo say yêu. Mày gì mày anh em nha. Khóc hả? Thủ đoạn vô biên mưu hèn kế bẩn, ăn mặn đái khai, học lớp 2 khai lớp 9. Ủa ơi, các bạn coi này. Ngon. Rồi rồi đứng vô rồi, đứng 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 vô rồi. Ồ nó cao hơn Joy luôn các bạn ạ. Ái chưởng. Ai đồ mình đấy các bạn ạ. Không biết có gì cả không? Mày bảo gọi cái ai? Cái lúc kia là Nobita. Trận chiến của Waito Sit và LMC anh em à. À bên đây là LMC, bên đây là Waito Sit anh em à. Xem ai sẽ thắng nha. 2, 1, let's go. 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 Làm một lần kia thôi. Go dữ mày. Quá trời ơi. Thằng C. Nó lái xe như lỏ anh em à. Thôi tao nè. Chấp chưa. Nó lái xe đỏ lộ con mèo. Gớt tùm lum hết anh em ạ. Quá trời nó tăng tốc rồi. Nhìn nó khổ vãi. Nhìn nó khổ vãi anh em ơi. Má, má tôi không hết cười rồi anh em ơi. Má này tôi đang chạy xe. Ghê ghê. Nhìn nó khổ. Cười, cười đi, cười đi. Cười cười cái cây. Cười cười.
Mang để được top 1 quá anh em ơi. Top 1. Đù. Top 1 thôi chưa. Oh. Wow. Tôi chắc là top 12. Đồ. Nhìn gì kìa ông? Ê, chơi xe. Yo. Cái gì? Chơi đi, chơi đi. Tiếp theo thì bọn mình trải nghiệm với trò búa tạ này các bạn ạ. Ở đây. Ủa mày không quét à? Mày quét á. Rồi. Đẹp đẹp rồi các bạn ơi. Hai tay luôn. Hai tay luôn. Trời ơi. Thằng LMC được bước 2. Không lấy đà. Còn đây là thằng Roy các bạn ơi. Roy cũng được 2 các bạn ạ. Đù. Đù sức cận, sức mạnh tiềm ẩn của quay. Múa quay, múa quay siêu, siêu, siêu. Lần này bọn mình sẽ quyết định là solo cái này các bạn ạ. Mày quay tao đi coi solo. À, ok. Ok nhé các bạn ơi, có thấy gì không? Đây. Bóng rổ các bạn ạ. Hai cửa này. Là LMC với Roy sẽ quyết chiến với nhau. Đù. Đù. Chắc rồi. Đù. 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 Ghê. Hay. Rồi. Hay. Hết. Hiệp đầu tiên, thằng Roy kết thúc với lại là 11 điểm. Ở đâu? 134 điểm các bạn ạ. Rồi ok, hiệp thứ hai là của thằng LMC các bạn ơi. Rồi, hay, rồi, hay. Đâu. Rồi. Bình tĩnh. Bao nhiêu điểm? Là sao? Chấm hỏi. Cái này. Ủa đất công này à? 21 điểm. Cái này lỗi mà mọi người. Trên trước anh thua thì không có nghĩa trên này anh thắng. Đây đến lượt Roy anh em. Phế phẩm của làng Phe Phe. Roy à. Đồ ác vậy. Ba chạy gì. Đủ. Đủ. Quế. Đây là LMC anh em ạ. À. Mình được 2 phát các bạn ạ. Đây là LMC. Chùm one shot. Chùm one shot Việt Nam. 1 quyết. Ủa ghê. Chúng không? Đúng. Ai luôn hả? Đủ. Đây. Bây giờ vị trí của Joy Bếp. Joy Bếp không bên nào. Ghê đấy. Đủ. 2 phát rồi. Au. Này. Ăn gì vậy? Tổng hết của mình được 7 điểm các bạn ạ. Lấy gì? Lấy con heo hồng nha. Ừ con heo hồng dễ thương tiên à. Ý thấy con heo hồng đó. Con này nhiều quá. Ê con này nè. Con kỳ lân này có mùi con này à. Là chốt nè. Ừ chốt con kỳ lân đi. Có mình ăn đó. Mà mình đói vãi chửi luôn các bạn ạ.
Còn hai thằng này thì nó đang suy sụp tinh thần rồi. Hai bọn này nó đang suy sụp tinh thần cốt lay các bạn ơi. Sửa tới sửa lui cái video giờ hai này suy sụp tinh thần. Đấy, cửa dòi đang múc cơm cho mình các bạn ạ. Tới tối mụn luôn. Làm mà xe mình không nhờ. Thank you bạn nhiều nhá. Những mặt đĩa không? Giả dạ vời các bạn ạ. Cái bác sĩ cơm chiên ở bên trong cái này là siêu thị Tân Phú các bạn ạ. Mình đang ở siêu thị Tân Phú các bạn ơi. Ok. Đi ra cơm chiên luôn các bạn. Nó có vị hải sản bởi vì nó là cơm chiên hải sản. Trong này nó có gì ta? Bắp, tôm với lại mực các bạn ơi. Có sợ rồi. Nửa con vịt à, anh em ạ, à, có đúng cái đùi à. Mà cứ này nó gấp cho mình là anh em ạ. Tôi gấp cho nó anh em ạ, hơi to không? Ngoài ăn thử với đâu. Bạt thứ hai. Rồi, dứt. Anh nha các bạn. Thế là... Quay khỏi nhau. Cứ cầm cái thẳng mà. Thẳng nha, tự nha các bạn. Cho cái đường vịt nha các bạn. Mình chấm cái nước sốt này, cái nước sốt thần thánh mình các bạn ạ. Này mình tự chế luôn đấy các bạn ơi. Đấy mình tự chế đó. Ngon. Nó sắc nè. Cái da nó sẽ giòn giòn. Thì nó sẽ dai. Cái nước sốt mình nó cay đấy các bạn ạ. Ngon. Đây. Thằng này suốt ngày ăn hiếp thằng này các bạn ạ. Nhưng mà mình sẽ theo phe thằng này. Tối nay bọn mình sẽ ngủ ba đứa một giường các bạn ơi. Căn bản là cái giường này thì bọn mình sẽ không ngủ, còn giường này thì ba đứa mình sẽ ngủ các bạn ơi. Đây là một xe vô thế này này. Bố người ta. Cái thằng đồi trụy này nó đòi hấp riêng tao. Rồi ơi. Mày quay TikTok hay gì vậy? Không. EC ơi. Mày ý này em nè. Sao mày đi cửa này cho nó khỏi ra. Từ. Wow, mày. Tí nữa bùng cửa. Rồi ơi. Từ mấy cái cầm chứ. Nó tao chấp bắt chứ. Mẹ tối nay ba thằng đang ngủ. Hình như đang ẻ hay sao ấy các bạn ạ. Mẹ tối nay ba thằng đang ngủ mà cái đèn nó chớp như vậy chắc là thức cả đêm luôn các bạn ơi. Mười ngày thôi mà không nhiều. View của mình thì đây các bạn ơi, bãi trưởng luôn các bạn ạ. Là một cái tấm kính trong suốt luôn các bạn ạ. Đây này, chưa bao giờ mình có một cái view nào mà nó có cả kính ở dưới giường luôn các bạn ơi. Là các bạn hiểu là cái độ chill nó có nào đấy. Này, một phát một nhìn ra tới ngoài đường luôn. Dây điện chẳng chịt thảo nào ở Việt Nam không có Spiderman với lại Iron Man bay cũng đúng thôi các bạn ạ. Ủa mà hơi ghê đấy. Kìa. Bị mẹ đấm một sao vỡ liền đó. Điên. Kính này sao đấm phát gỡ được. Kính này mềm lắm. Điên. Nếu mà đập mạnh cái vỡ liền á. Không. Mày đấm không giờ vỡ được. Trừ khi mày dùng vật nhọn thôi.